tội bà á, bà chưa có đi lái ba chưa là cái cây cù là có đi lái ba rồi, có ai rồng đội thắm đỏ không? Ba tôi đang bắt đâu mà chỉ tôi cần kiện biết bắt cái đây nè. Sao chủ giờ tặng con đi, tặng con đi nè. Tặng con nha được không? Giọng có nên tặng không? Tuần cơ ngày có ngày tất lên cái này nó ngủ quên thôi vậy đó, ngủ quên lặng hoài đi nha. Năm mươi mấy hộp tặng con nha. 55 tặng con nha. Đâu được con nhiều đâu. Tặng con lấy cái đất của ba đi. Không được Có sâu một hả? Thôi giờ cô Năm giờ cộng đó không được, giờ cộng nhỏ đi. Cộng nhỏ nè, lấy cái đất của ba cộng nhỏ nè, sửa cho liền, sửa cho con liền. Cho con đi. Cho con đi. Cái dây thun này, có dây thun này đây, nó cắn ba chết này, đây nè, đây nè, cái dây thun cắn máu nè. Đây nè, dây thun nè. Là cái dây thun đó. Tặng con sâu nhỏ đi. Không được. Ông ngày nào cũng ăn cơm, cũng chăm gì đó, khoai. Bây giờ mấy món này có món nào được hơn cho con chiếc đi. Chiếc này đi. Ba, cho chiếc này đi. Cho con chiếc này đi. Lấy cái đứt của ba coi. Dạ. Yeah. Yeah. Không làm, chiếc này đi. Chiếc nào, chiếc này đi. Ba tặng con chiếc đi ba. Có hai bên gì được rồi. Hai bên. Cái này nè, chung đó vậy đó. Con muốn cái này nè, cái này nè. Nó có hai bên được rồi. Lấy cái đứt của ba đi. Có hai bên gì được rồi. Cũng như thông kè hút ở ổng kè, làm sao mở ra không cho bả kìa. Kéo thế cho mấy ổng phần khác hai ba phần hồn để còn ấy. Phần khác hai ba phần hồn không ăn đội cái khác hả, quê gốc khác ở Đồng Tháp, ở Đồng Tháp hả? Con ở Đồng Tháp nữa à, là gốc gốc của ông lão là ở Đồng Tháp ha. Dạ. Tối cũng ngủ đây lấy không có con. Tối ngủ đây hả? Dạ. Hỏi là con đi ở đâu đi về đây không biết đang ở. Cô Năm cô nào hỏi cái nón bữa hổm đâu rồi? Cái nón bữa hổm ba đội đâu rồi? Cái nón đâu? Ông mệt đâu. Cái nón đó cái gì đó? Ông mệt. Đi chưa đâu, ông gọi đi vòng vòng nữa quá. Sáng mày cũng đi, mới về. Ngồi vậy uống cà phê kìa ba. Uống cà phê kìa. Này con Năm. Uống hai thử cà phê. Được. Để cúng mấy ổng. Để cúng mấy ổng mà cũng gì được đâu. Chờ để cúng. Con cổ thầy với thượng đế. Con hộ trong răng. Thượng đế ông thưởng hơi. Cúng hộ cho nó. Cho ông nằm chút xíu, cho ông nằm xíu. Ông đau cái lưng. Con về á, nhà kia là người chứ tôi được rồi. Dán về là người. Cho cha mẹ ăn bà. Cho đó coi rước về nuôi đó. Nó tự rảnh cho. Đi. Làm đi liền ra đón xe ôm ra, xe bít đi về đây. Cắm nhà cái chùa. Chùa cảnh gặp chùa, cảnh cung phương giả. Đâu cung kiến cho Phật ở đâu. Cô nào Phật đâu mà chỉ cô kìa biết. Phật ở đây nè. Phật trong tâm á. Trong tâm. Phật ở đâu. Phật mấy chùa hỏi cung phương giả cho mình cung kiến đi thôi.
bà con phải linh nổi, cô không phải là bà, cô Phật không phải là quỷ, không phải là ở đâu chứ, bằng phải là Phật, phải là không Phật. Phải là quỷ. Yeah. Ở cái mình đấy nè, yeah. Bằng chúng người nè, bằng phải là Phật, không phải là quỷ. Phật ở đâu chứ? Không phải đi chùa là Phật đâu. Ông Lão còn cái phương giả mà. Còn nói những cái câu rất là hay. Thay thế cây phương. Nói chung ông biết hết mà. Thường là không biết hết những câu này nha các bạn. Lại nào biết cái câu dưới cổ thầy đó không có duyên. Dắn bả ổng là đau. Dắn tổ thầy là đau á. Dắn cổ thầy là cũng đau đó. Cái ngày tôi đi luôn được rồi đó, đi luôn cái bên chùa được rồi, ông không có nghỉ, ở đồng không có nghỉ. Ông bao nhiêu tuổi rồi ông? Cái đó là tổ thầy, là tổ thầy gì đó, phải bậc thầy không? Tổ bậc thầy, nhưng tổ thầy ở đâu? Ở trong chùa thì giá tổ thầy đó, tổ thầy chùa lại. Lại nó nhắn tổ thầy là đau rồi, về đây phải đi cho trình sáng. Giỡn mày, giỡn hắn là có số à. Ông còn thấm lại đó. Bác à. Bác nữa hả? Ông không có chết đâu. Dạ, có bác hồ à? Bác cô không có. Bác hồ sống lại đó. Bác Hồ là thuộc về thần thánh á. Bác Hồ là thuộc về thần thánh. Bác Hồ sống lại đó, bác Hồ không còn. Dạ, mỗi người một công chuyện. Dạ. Ông là gì vậy đó? Dạ. Ông Minh nước, ông Minh ghê. Không được. Ủa gì chị? Chị cho em hỏi là ông lão là thường thường là ở đây không ạ? Ở nhà như là ông đi về Đồng Tháp thì ông ở nhà con cháu của ông. Dạ. Cũng chẳng có nhà đó. Không, nhưng mà ý em nói là thường thường á, là ông lão thường thường về đây là nhiều hả? Ờ, một năm ông về cũng mấy lần đó, 4-5 lần đó. Về đây hả? Dạ, về đây. Về muốn đi là đi gì đó, như tới vía cúng thì kia là nhớ ngày đi. Chứ không phải ở hoài gì, cũng dở nửa tháng là đi chỗ khác rồi đó. Rồi cũng nhớ nó ta ở chỗ khác nửa tháng trở lại đây nữa vậy đó, chứ không bỏ thường. Nhưng hiện tại dạ. là em dẫn cô Năm lại á, là bữa nay là có duyên gặp ở đây hay là hay mọi bữa mấy ngày trước ông có ở đây không? Không, hổm nào ông ở đây cũng lâu rồi. Gì hả? Từ tháng 5 tới nay đó, cỡ 21-22 tây ông ở tới ngày nay đó. Hai đưa ông đi lên trển. Dạ. Ông đi xe buýt không à? Về con cháu, ông cũng dạ, giờ cũng như là ông già yếu ở đây thì ông đưa lên lộ cho đón xe buýt đi. Đi về đi hướng nào đó đi, ông muốn đi đâu cũng đi vậy đó. Dạ. Cũng như ông muốn đi, ông nói thôi tôi đi. Nói vậy nha, là dắt xe ra là ông đưa ông lên lộ cho ông đón xe buýt, ông đi hướng nào thì ông đi vậy đó. Ông đi cũng ông đi về hướng nhà Chị Tôn, ông đón xe buýt ra bên tổ đỗ đình bên đó. Cũng đi đưa ra đi mình chứ không ai đưa. Còn nếu không ai đưa thì ông loại bộ lên. Ông loại tự nghĩ. Chị cho em hỏi xíu ha. Tại em thấy cái chỗ này là của ông hay gì? Hay là ở nhà? Cái này là đạo hiếu nghĩa mình thờ cúng thôi. Cúng bình thường vậy thôi. Vậy đó hả? Tại vì em không có gành á, tại vì thấy cái gì nè. Ở ngoài thì cũng có nha, như ở đây đừng như là đạo hiếu nghĩa, anh đi vô nhà là cũng có gì. Là phải có cái bằng kinh. Bằng kinh. Bằng kinh là tổ thầy, ông kia của quyền. À. Còn mình ta mấy trang mình thờ bà cô vậy đó. Tại vì em không biết, em hỏi. Cũng như ở đây là đạo hiếu nghĩa là nhà nào cũng vậy chứ. Dạ. Nhằm nhà nó đào lớn ha, thờ hai bên ông bà luôn.
Dạ. Bằng giữa là làm bự lắm, không phải gì đâu, tại nhà mình nhỏ nên mình làm gọn gọn vậy thôi. Dạ. Tại vì em không biết ông tưởng được cái này chắc của dạ, của ông lão. Dạ. Công thợ bên nào mà không để cộng mấy. Đạo Hiếu Nghĩa con năm. Dạ. Hiếu Nghĩa như cái tỉnh này thấy anh như ta mấy người ta này chuẩn đề, với em cái đề bi người ta chuẩn đề cũng có luôn. Cái này chuẩn đề. Dạ. Cộng cái này ha. Dạ. Bên Đạo Hiếu Nghĩa. Tối nào cũng làm chân hay gì vậy? Cũng cũng cúng hết chân. Tối và khuya miễn là mình thức sớm mình cũng cúng. Dạ. Gian giá trong gia đạo mình an vậy thôi. Dạ, dạ. Phải đóng nhị đạo nó thì cúng cúng. Cúng nghĩa đâu ba ngồi như uống đi ba. Ổng không uống giờ đâu nha bà gì vậy? Để đi tan hết luôn. Để tan hết luôn. Nhưng phải mình uống liền. Mình giá dăm dăm mình uống liền rồi. Sớm tô bánh canh mới ăn hết rồi đó, sáng giờ để chứ không có ăn đâu. Sáng đi sớm rồi mua về để sẵn vậy đó. Yeah. Là mua hai bọc bánh canh chế hết luôn hàng người đó. Tô vậy là ăn mới ăn với đủ. Tức là ông không có ăn cơm hay là ít ăn? Ăn cơm cũng có mà ít ăn. Ít lắm phải không? Toàn là ăn toàn là ăn à, như bánh canh ăn thì bánh có thể ăn được hả? Ăn ăn thường được hoài vậy đó. Mà thường thường ông nó khoai nhỏ gái gì nó khoai cho ăn vậy đó. Yeah. Ăn khoai ăn bánh. Yeah. Bánh cũng mua bánh để hoài á. Dạ. Yeah. Ông la bánh này cứ mang hết. Tại bữa hổm hỏi là nghe ông nói ăn trái cây, uống nước. Dạ. Yeah. Thì ổng nghe em nói gì đó chứ ông ăn hết trơn người đói mà. Dạ. Yeah. Ổng sức ổng ăn mạnh lắm. Dạ. Yeah. Ông ăn cỡ cũng như mình ở đây nó bán kiểu ha. Như ở ngoài như anh á chuyện 20.000 bánh canh nó ăn cũng hết. Ăn yeah. mạnh lắm. Cũng cỡ hai tô mình đó. Trời. Dạ, bởi vì thấy vậy mới cầm cái cây nổi với cái trời có cây nặng lắm chị. Dạ. Ở trong nhà vậy có thường khi nào mà con trao đổi với ông cái gì để ông nói gì vấn đề cái gì để mình hiểu được không? Ông như nói gì thôi, ông hoặc là ông điếc thì ông không nói được gì chứ. Khi ông nói thì mình nói ông không nghe. Dạ. Mình nói vô tai ông nói tao không nghe gì đâu, cũng nói gì đó. Khỏi nói luôn. Dạ, chỉ ăn thì giờ ăn thì lo cho ông ăn vậy thôi. Dạ, và nước đá gì là bánh để sẵn rồi đó thì ăn rồi con nấu khoai. Cũng như ổng thì thường ổng không ăn cơm đó, thường hay qua 12 giờ là không ăn cơm. Ông nói vậy đó. Ăn bánh canh cái gì nữa qua 1 2 giờ cái là để đó một khi bưng vô. Bưng vô có bánh trái cây ăn hoài được hoài. Bánh này là nổi nha, có ông Nguyễn nó đúng. Nguyễn có trọng nè. Ông làm không nói sao thì nói được với ổng cái gì vậy chứ? Không nói được đâu. Ông làm phải được cây lỗ tai nói có nghe được, ông làm sao ông nói được. Hỏi coi giờ ông Nguyễn Phú Trọng với ông ấy coi giờ tình hình ra sao. Mà điều mà chắc đó ông không nói đâu. Ông nói đâu, không nói đâu. Nói chết rồi, ông nói đâu. Ông nói chắc không nói đâu. Thì ông... Thầy đổi bà hả? Bà chưa có đi nói ba chứ là cây này, cây cùng là có đi với ba nè. Cái mày đi mấy ai? Ừ. Trời đỏ vậy đó. Đi ngoài đồng, Nguyễn nó đúng đó. Vậy đó. Bà chưa đi chứ là cây tôi có đi nữa. Mấy cái cây này đi máy bay á, ngon lắm. Ngon ông già ha. Cái cây gậy này đi tới thăm ông Tấn Dũng luôn nè. Thấy không? Phúc trọng đồ luôn đó. Bà chưa có đi, ông đi đó. Mấy cây gậy ông đi tới. Ông kiếm gì hả? Ông kiếm gì hả? Gần đây nó mua nó điếu gần đây cái đó. À đúng rồi, cái nón đó đó. Cái nón của cô chủ quán đó. Có ai không? Dạ. Yeah. Cô Năm hỏi phải cái nón của cô chủ quán đó. Cô Năm. Nón cô chủ quán bữa hổm cho ông á. Ông đồ đó. Vậy là mấy cái cây này được đi máy bay á, ngon quá chừng luôn đi. Cô bán được người có trên. Cô uống không à, không có bán ăn. Ngồi đó, ba uống đâu rồi, không qua ba ăn. Người cấp trên đó. Không đi đâu cũng chấm cái gậy này đi. Dạ, phải có cái gậy đó. Đi đâu cũng có cái gậy chứ, con nè. Cái gậy nặng quá mà không chấm nổi. Dạ, gậy nó nặng lắm. Chứ nếu mà mấy cái sức mấy người lớn tuổi thì sao cầm cái đó mà đi chừng một cây số thôi là ổng là đi lên đi xuống đó, thấy không, ổng cầm cái một thôi. Dù ông sinh sư tuổi nhỏ rồi ông giấu hoài đẹp với chân giấu luôn không cho rồi.
mà theo Bác Hồ nữa. Bác Công không ai kính ngưỡng hết trơn. Bác Công không ai nhắc hết trơn. Có Bác Hồ không à? Con đâu có ai nói tôi nhắc. Ông ngươi lắm, rửa bài lắm đi. Ông ngươi không được là chết đi. Ông ngươi không được là chết đi. Sao con ông? Dạ dạ cũng được. Thì cô cứ gì đi, tại vì con cũng còn sớm mà. Dạ thì cô nói chuyện chút xíu đi. Thượng đế đó, đâu hình muốn nam muốn nam muốn nữ nữ bán nam bán nữ không vô hình. Tối ngày ông quấn cái khăn lên đầu với hoài đó hả? Dạ, đỏ nó không ai đi đợi, đỡ tao đó. Nó đợi ra rồi đợi. Lấy cái đứt con vàng, cái con vàng. Lực cắt nó yếu. Nó yếu mà. Có đau không ba? Không nghe. Không nghe là phải hơi nước không à? Nói gần lỗ tai ông mới nghe. Mới nghe, dạ. Ai mới nghe giờ nói không được gì á. Nói gần thì không nghe nữa. Liếc nhiều. Mày ăn phụ quả thêm mày nói bị như mình là phụ quả nha. Khi không ăn nữa khi là có ngày đó là uống nước ăn. Có khi nào mà nguyên ngày ông không ăn luôn không chỉ uống nước thôi. Không, ông cũng ăn bánh. Có ăn bánh trái cây ha. Bánh gì đó rồi để trái cây ông cũng ăn. À. Nhưng mà cơm là không ăn ha. Cơm thì ăn chứ không. Ít lắm phải không? Ít dữ lắm phải không? Ăn bình thường. Dân còn đâu ra. Dạ dân cũng ăn hết rồi. Dân cũng hết rồi. Sao cô ơi, khổ lắm. 80 rồi đó. Tại vì lại khổ mà. Mấy năm trước mới ngoại con á. Ngoại đây nè. Hỏi chị năm nay nhiêu. Ông nói là tôi năm nay là 7 mấy đó. Dạ năm nay là tính tới 80 rồi. Dạ. Vậy hả? Ừ, nhận lên mà. Tao hè có một con bị cái đó. 80 hả? Hát được không đó? Ủa bữa hôm mình hỏi là ông nói nhiêu? 83 phải không? Hả? Mà hỏi kìa, hỏi lại coi. Ai đâu á? Có 80. Tại ông nói với ngoại rồi. Có ngày hát được con không? Đi ông về mà. Cô nào hỏi lại con nữa. Cô tuổi gì? Nó biết đâu đức nhiều. Cái mồ năm nay 80 rồi. Đó hả? Tết này tám mươi. Gần cao cao 83. Ủa không, 83 mà. 83. 83 mà. Nhỏ. Nhỏ cái ngâu ra là 4 tuổi. Có cái đầu tóc chút xíu rồi tôi đi. Đúng rồi, tôi gần 83 đúng rồi. Tôi không nghe nói của họ là 83. Thật chúa mà. Cái gì? Dịp chúa. Dịp chúa. Có mày tôi đó. Tôi giờ là em ghế ông nội con lên nè. Ông bịch cái gì? Em ghế đó. Ông đắp hoài đó. Không biết cái chùm đó gì. Ông gà kim tay dữ thật không biết. Tiền. Em ghế ông nội đó. Yeah.
hỏi anh. Ở trong này là gì ông hai? Trong này nè. Tiền hả? Tiền nhiều quá gì nè, tiền túi bự như vậy nè, tiền nè. Coi cho coi tiền coi. Cho nó. Đi cà phê rồi, họ đi quán kiếm nước cà phê ăn cái gì? Đi cà phê. Quán nữa. Để ăn rồi. Nửa thời tiền của vua rồi. Tiền này tiền quỷ. Tiền quỷ kìa má. Tiền cái gì? Bác đứng nhận cho cô xài cho tiền cái gì? 3 tí. Xài giấy bộ lư không ha? Tiền bộ lư hồi xưa không ạ? Ổng có cái hình ổng tính nhận rồi. Hả? À, có coi trong cái thánh không? Tiền ma là quỷ nè. Trong cái thánh đó. Có ai biết? Quỷ gì đó. Bây giờ ba chạy nữa mà biết cái gì? Ừ, vậy đâu. Có anh ta nói chuyện chứ không có nhà mà đợt mở cửa gì nào cũng đóng lại rồi. Đóng lại chủ nhà để có chủ nhà thì mở cửa ra, không có thì đóng lại. Đi bán gì đó thì hết rồi đó, mấy đứa nhỏ chơi nè. Ông dặn phải đóng lại. Ông dặn đi đóng lại. Anh đâu có đóng đâu lại thiệt. Ông gì bước xuống kéo rồi đâu. Kiếm đàn khoe khoe và là khoe bờ xanh. Người cũng khỏe rồi đâu có dám nói chuyện ra kiếm. Nói trong cổ họng á, có nghe thẳng đâu. Có hai kẻ đó biết hay nhau thôi.